Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Em là Nam Bin, đến từ sàn ô tô Mỹ Đình, có địa chỉ tại số 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội. Bên em là đơn vị chuyên mua bán trao đổi những chiếc xe siêu chất, siêu lướt đã qua sử dụng. Và hôm nay em xin rất vui được lên sóng để báo giá cho quý anh chị những chiếc xe mà đang được bày bán tại sàn ô tô Mỹ Đình. Mặc dù là anh chị có thể nhìn thấy ở đây em đang còn rất nhiều xe, nhưng một nửa số này đã được đến tay khách hàng và chỉ cần chờ ngày đẹp là khách hàng sẽ đến lấy xe thôi. Nên em lại có một chút hỏi vui lại các anh chị là hôm nay anh chị nào có xe cần bán không ạ? Nếu cần bán thì hãy gọi điện trực tiếp cho em luôn nhé. Em sẽ đến trong vòng nửa nốt nhạc thôi và giải ngân tiền full luôn, không thiếu 1.000 nào đâu ạ. Và hôm nay em xin phép được cập nhật những chiếc xe. Đầu tiên đó chính là chiếc Mazda CX-5 siêu lướt 2020. Đây là phiên bản 2.0 Premium màu xanh 42M siêu lướt. Một chiếc xe chạy đúng 7.000 km nhé mọi người nhé. Không khác gì vừa từ hãng về đến nhà đâu ạ. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 935 triệu đồng. Tất cả xe sơn zin 100%, lốp theo xe nguyên bản và mọi thứ trên xe như vừa từ hãng ra. Em chỉ nhắc lại là như vừa từ hãng ra thì nó mới đến như nào thì anh chị có thể biết rồi đấy ạ. Nếu chi tiết hơn nữa thì anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho em nhé. Em sẽ video call hoặc là FaceTime cho quý anh chị để từng chi tiết một. Còn bên cạnh đây là một cái mẫu xe 7 chỗ gầm cao mà của thương hiệu Toyota gắn liền rất là lâu rồi với người dân Việt Nam. Đó chính là chiếc Toyota Innova màu trắng, nội thất màu da bò, biển số Hà Nội. Và đây là phiên bản số sàn. Xe lăn bánh được 50.000 km và tên cá nhân sử dụng. Xe thì em đang chào bán với giá là 595 triệu nhưng các anh chị cứ gọi điện trực tiếp cho em sẽ có giá tốt nhất luôn ạ. Đến với một mẫu xe 7 chỗ tiếp theo mà em đang có. Đây là phiên bản máy dầu, một chiếc Kia Sorento động cơ 2.2. Xe là bản đặc biệt, sản xuất năm 2018 và lăn bánh được hơn 40.000 km. Màu nâu cà phê rất là đẹp, ngoại thất rất là đẹp luôn. Và chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 835 triệu đồng. Tất cả những dòng xe trên đây em báo thì đều có hỗ trợ trả góp lên đến 70% giá trị xe trong vòng 6 năm nhé. Và tiếp đến thì một mẫu xe 7 chỗ nữa mà bên em đang có, một chiếc xe cũng rất là hot ở trên thị trường chuyển nhượng đấy ạ. Chiếc Honda CR-V phiên bản L, sản xuất năm 2018, động cơ 1.5 turbo. Chiếc xe này là màu trắng, nội thất màu đen và xe lăn bánh đúng 2 vạn km, 20.000 đấy ạ. Xe sơn zin 100% luôn, không có một giọt sơn ta nào cả. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 970 triệu đồng ạ. Ở phía bên đây thì có những mẫu xe sedan tiếp theo. Đó chính là chiếc Toyota Camry phiên bản 2.5Q, sản xuất năm 2018, màu đen, nội thất da bò. Và chiếc xe này thì chạy đúng 27.000 km, biển số là biển số tỉnh. Và em đã rút hồ sơ rồi. Thì bên em là sàn ô tô Mỹ Đình và em mua xe trên khắp cả nước. Anh chị có xe, thông tin xe ở bất cứ đâu thì anh em chúng em sẽ đến trực tiếp và sẽ mua. Trước khi mua thì chắc chắn là có một khâu kiểm tra rất là cẩn thận và kỹ lưỡng rồi mới xuống tiền mua xe để về đặt ở tại sàn ô tô Mỹ Đình bày bán cho quý anh chị. Nên anh chị cứ yên tâm một điều là chất lượng xe bên em bán ra sẽ cam kết bằng văn bản, xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản ạ. Và có bảo hành sau bán cho quý anh chị rất dài ạ. Chiếc Camry 2.5Q 2018 này em đang chào bán với giá là 990 triệu đồng nhé. Bên này thì em có một cái mẫu xe cũng rất là lướt, siêu siêu lướt của nhà Mazda. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 động cơ 1.5 phiên bản Premium, bản cao cấp nhất. Ở Mazda 3 thì có rất nhiều phiên bản, cả sedan, cả hatchback. Nên là anh chị chú ý cho em một chút là đây là phiên bản Premium, bản cao cấp của phiên bản động cơ 1.5 nhé. Ngoại thất là màu đỏ pha lê, cực kỳ bóng bẩy, nội thất đen. Và chiếc xe này nó còn mới hơn cả chiếc CX-5 mà em vừa giới thiệu là 7.000 cây. Chiếc này của em đúng 2.000 km thôi, rất rất mới, chưa một giọt sơn nào. Và đặc biệt là cái màu đỏ pha lê này thì nó sẽ đắt hơn ở trong hãng rất là nhiều đấy ạ. À, đắt hơn so với các màu khác. Giá em đang chào bán chiếc Mazda này là 799 triệu nhé mọi người nhé. Còn tiếp đến thì em lại có một cái mẫu Mazda nữa. Mẫu Mazda này là mẫu Mazda phiên bản facelift, sản xuất năm 2018 ạ. Đây là phiên bản facelift và xe lăn bánh đúng 18.000 km. Đây là màu xám gray, một màu xám rất là sạch sẽ và đẹp. Chúng ta thường để ý là ở cái iPhone ấy thì nó cũng có cái màu xám gray như này và rất là bền và đẹp. Chiếc xe đúng 1 vạn 8 km và là biển số thành phố. Em đang chào bán chiếc này với giá là 620 triệu đồng ạ. Rất mới đấy ạ, lốp theo xe vẫn còn nguyên bản luôn, 1 vạn 8 km. Tiếp đến bên đây thì em lại có một mẫu
Camry nữa, nó y hệt cái mẫu mà em vừa giới thiệu, nhưng chiếc này là sản xuất cuối 2017 và giá nó sẽ êm hơn một chút, có giá là 960 triệu đồng nhé. Toyota Camry 2.5Q sản xuất 2017, model 2018 và lăn bánh được 3 vạn km. Tiếp đến thì ở phía trong đây em còn rất nhiều mẫu xe. Chiếc hatchback trong phân khúc hạng B. Chiếc xe này thì từ những năm 2015 đã được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc và trang bị trên xe rất nhiều option luôn ạ. Chiếc xe này em xin giới thiệu, đây là chiếc Kia Rio phiên bản hatchback, động cơ 1.4 số tự động, màu nâu cà phê, nội thất màu ghi. Xe lăn bánh được 30.000 km, đúng 3 vạn km và là biển số Hà Nội. Và chiếc này thì bên em đang chào bán với giá là 445 triệu đồng ạ. Rất là nhỏ gọn và thích hợp cho các chị đi chợ hoặc là đi làm trong phố đấy ạ. Nó rất là linh hoạt, luồn lách, rất là dễ. Vành của nó là vành 17 nên là nhìn rất là thể thao và khỏe. Trên xe được trang bị rất nhiều như là cửa sổ trời này, ga tự động cruise control, màn hình cam lùi đầy đủ. Và có giải LED daylight rất là đẹp, đèn pha là đèn pha bi. Đó, một chiếc xe từ năm 2015 nhưng rất nhiều công nghệ. Và chiếc xe này thì có giá hơn 400 triệu đồng nhé, 445 triệu. Tiếp đến là một chiếc xe trong phân khúc hạng B. Một chiếc xe được đánh giá là rộng rãi nhất trong phân khúc, đó chính là chiếc Honda City Top mà bên em đang có. Xe là sản xuất năm 2019, tên tư nhân, chính chủ mua mới từ đầu và lăn bánh đúng 26.000 km. Xe là biển số tỉnh, em đã rút hồ sơ rồi. Đó, chiếc xe này em giới thiệu luôn là em mua tại tỉnh Bình Thuận nhé. Và có xe chuyên dụng vận chuyển ra, nên là các bác cứ yên tâm. Có người của em trong đó sẽ kiểm tra chất lượng xe, cho vào xưởng lên cầu rồi kiểm tra từng hạng mục một, xong đó mới xuống tiền mua xe và mang ra ngoài Hà Nội để bày bán cho quý anh chị. Và trước khi mua, anh chị có thể mang xe của em đi vào hãng hay đi kiểm tra ở bất cứ đâu. Đấy, em luôn khuyến khích người mua là mang xe của bên em đi kiểm tra trước khi mua. Và chiếc xe này thì có giá là 545 triệu đồng, xe biển số tỉnh nhé. Tiếp đến bên cạnh em lại có một mẫu sedan hạng C nữa, Mazda 3. Hiện tại nhà em đang có rất là nhiều. Chiếc xe này là phiên bản facelift 2017, màu xanh ngọc, rất là đẹp. Xe là biển số Hà Nội, một chủ từ đầu và chạy được 40.000 km, tức là 4 vạn. Tất cả nó vẫn còn nguyên bản, tất cả xe bên em bán ra đều nguyên bản, không mất một phân keo chỉ nào, máy móc nguyên, hộp số nguyên. Và chiếc xe này thì em đang chào bán với giá là 585 triệu đồng. Đó, tiếp đến thì em lại có một cái mẫu xe thần thánh trong phân khúc hạng B của nhà Toyota. Một chiếc xe thì thực sự là người dân Việt Nam nó ăn sâu vào thưởng thức của người dân Việt Nam rồi, với sự bền bỉ, sự lành lạnh, đó chính là chiếc Toyota Vios sản xuất năm 2019 phiên bản E, động cơ 1.5 số tự động, ngoại thất là màu vàng cát, nội thất là màu kem, rất là rộng rãi, sang trọng. Đây là phiên bản mới nhất của Vios, model mới nhất, kiểu dáng cũng khá là đẹp và bắt mắt. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 505 triệu đồng ạ. Phía bên đây thì em có một cái mẫu xe trong phân khúc C, chiếc Mazda nhưng là phiên bản kiểu dáng hatchback. Đó, từ sedan rồi từ model mới đến model cũ thì Mazda 3 nhà em rất là nhiều. Và chiếc này là màu trắng, phiên bản động cơ 1.5 hatchback luxury, sản xuất năm 2019 và là biển số tỉnh. Em đã rút hồ sơ rồi. Các bác cứ yên tâm là xe về đến đây thì những ở tỉnh khác về thì em đều rút hồ sơ nhé. Trừ khi là xe biển đẹp thì em sẽ để biển lại, còn không thì em sẽ rút hồ sơ hết. Và các bác mua mới thì mua lại thì đều được bấm biển mới nhé. Cái hay nhất ở cái xe đã qua sử dụng là khi chúng ta mua lại và được bấm biển mới, tự tay mình bấm, lộc của mình đến đâu mình hưởng đến đấy. Và chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 715 triệu đồng. Tiếp đến thì em lại có một cái chiếc xe gầm cao 5 chỗ nữa, cũng rất là đẹp và hot. Đó chính là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 sản xuất năm 2017. Xe là biển số thành phố và lăn bánh đúng 40.000 km, hơn 40.000 km một chút. Tất cả lốp con xe vẫn còn nguyên bản, lốp chưa cua chưa hạ. Và chiếc này màu đỏ, nội thất đen, em đang chào bán với giá là 745 triệu đồng ạ. Ở phía trong đây thì chiếc Mazda 3 này 2.0 này em đã nhận cọc của khách hàng rồi. Hôm trước cũng có rất nhiều bác hỏi em chiếc này, nhưng mà khi mà lên sóng cái thì em đã nhận cọc của khách hàng rồi và em đang xử lý ngân hàng cho quý khách.
và một mẫu xe CX-5 rất là vừa tiền và hợp lý trong phân khúc 5 chỗ gầm cao, đó chính là chiếc xe Mazda CX-5 2.5. Đây là phiên bản 2 cầu nhé mọi người nhé. Biển số Hà Nội, một chủ mua mới sử dụng từ đầu. Và chủ xe của chiếc xe này chính là anh Tuấn, làm ở bên báo Thông tấn xã Việt Nam. Khi mà anh ấy đi công tác 6 năm bên Nam Phi thì đã để lại cho em chiếc xe này. Chiếc xe anh ấy giữ gìn rất là cẩn thận. Nếu chúng ta mà vào trong cái khoang nội thất của chiếc xe này thì chúng ta có thể thấy được tính cách của anh ấy luôn, rất là tỉ mỉ và cẩn thận, giữ gìn rất cẩn thận luôn ạ. Và chiếc xe này là 2016 bản 2 cầu, em đang chào bán với giá là 699 triệu đồng ạ. Phía trong đây thì là chiếc Mazda CX-5 2.5 2018 2.0 2018 thì em đã nhận cọc của khách rồi, và lát nữa thì khách hàng sẽ đánh qua Mazda Phạm Văn Đồng để kiểm tra và test hát. Khách đã đặt cọc rồi ạ. Và phía dưới đây thì em có những mẫu xe cũng đã được đặt nhận cọc của khách hàng, như là chiếc Elantra màu đỏ 2.0 2017 này, full nội thất này, chiếc em về thêm một chiếc nữa, một chiếc Mazda 6 2016 màu trắng, biển số Hà Nội. Chiếc này cũng khá là chất, xe chạy chuẩn là 6 vạn km nhé. Và chiếc xe này có giá hơn gần 700 thôi, loanh quanh 700 thôi. Đó. Còn đây là chiếc VinFast Lux A bản Premium, cũng đã được nhận cọc của khách hàng luôn rồi ạ. Hôm trước thì em có giới thiệu rồi đấy, nhưng mà chiếc này thì đã được nhận cọc của khách luôn rồi. Thì trong đây thì em có cái mẫu xe Kia Cerato, chiếc xe đến từ phân khúc C của Hàn Quốc, một chiếc xe màu trắng rất là đẹp. Xe sản xuất năm 2018, động cơ 1.6 số tự động, biển số thành phố. Và chiếc xe này lăn bánh được 3 vạn rưỡi km. Em đang chào bán chiếc này với giá là 575 triệu đồng ạ. Đây rồi, một mẫu xe crossover. Lâu lắm rồi mới lại mua được một chiếc Kona nó đẹp như này. Đây là chiếc Kona 1.6 Turbo sản xuất năm 2019. Màu xanh cực kỳ đẹp luôn, màu xanh thiên thanh. Xe là biển số thành phố và lăn bánh được 29.000 km thì chính xác hơn. Và chiếc xe này thì em đang chào bán với giá là 695 triệu đồng ạ. Đó, một chiếc Kona rất là đẹp, màu xanh. Và bên cạnh đây thì em có một chiếc xe trong phân khúc hạng D, đó chính là chiếc Mazda 6. Xe là màu đỏ pha lê, bản 2.0 Premium, vành 19, nhìn rất là thể thao. Và chiếc xe này là biển số tỉnh, lăn bánh được hơn 2 vạn km. Em đang chào bán với giá là 799 triệu đồng nhé. Mazda 6 màu đỏ pha lê rất là đẹp. Hiện tại ở đây của em đang có 2 chiếc màu đỏ pha lê, đó, đều đời cao và siêu lướt, siêu đẹp luôn. Tiếp đến thì em có một cái mẫu xe cũng rất là vừa tiền, tầm giá loanh quanh 400 triệu đồng thì chiếc này rất là hợp lý luôn. Đó chính là chiếc Mazda 3 2012. Xe là của Mazda bản sedan màu đỏ, nội thất màu đen. Xe, cái điều đặc biệt ở chiếc xe này nó là lăn bánh đúng 2 vạn rưỡi km thôi, rất là mới. Và chiếc xe này thì có giá là 405 triệu đồng nhé mọi người nhé. Đó. Còn chiếc Hyundai i10 này, hôm trước em đã về và giới thiệu cho quý anh chị thì em đã nhận cọc của khách hàng ngày hôm nay rồi. Chiếc i10 này rất là mới, 2 vạn rưỡi 2019 em đã nhận cọc rồi ạ. Ở phía dưới đây em này có một cái mẫu xe này giới thiệu đến quý anh chị này, một mẫu xe khá là đẹp và chất, đó chính là chiếc Corolla Altis. Xe đang là vừa mới về và chưa dọn dẹp gì cả, rất là thô, biển 4 số, một chủ từ đầu. Chiếc xe này là Corolla Altis sản xuất năm 2009 và biển số Hà Nội, lăn bánh đâu đó được khoảng 10 vạn km, rất là chất luôn. Chiếc xe này có giá là 385 triệu đồng nhé mọi người nhé. Ở phía đây thì em cũng có một chiếc xe đang vừa mới lấy về ngày hôm nay, đó chính là chiếc Hyundai Santa Fe. Chiếc xe này em khẳng định là rất nhiều bác quan tâm và gọi điện cho em rất là nhiều để hỏi xem là có chiếc xe này không, thì hôm nay em đã về rồi đây. Đây là Hyundai Santa Fe 2.2 máy dầu bản đặc biệt sản xuất năm 2017, màu trắng, biển số Hà Nội, và xe lăn bánh chỉ khoảng 60.000 km thôi. Em đang chào bán chiếc này với giá là khoảng 900 triệu đồng nhé. Hyundai Santa Fe 2017 màu trắng, rất là đẹp, biển số Hà Nội. Ở phía trong đây em sẽ có 2 cái mẫu xe nữa muốn giới thiệu đến quý anh chị để cho anh chị có thể cập nhật và theo dõi. Chiếc Vios
Đây là chiếc Vios phiên bản G, sản xuất năm 2019, màu đen, nội thất là nội thất màu kem. Và xe lăn bánh được 4 vạn km, biển số thành phố. Và em đang chào bán chiếc này với giá là 545 triệu đồng nhé. Vios G 2019, màu đen. Đây, nhiều xe quá nên em còn phải đút cả vào hầm đấy ạ. Đây là chiếc Focus. Chiếc xe mang lại cảm giác lái rất là ok. Ford Focus sản xuất năm 2018, bản Gen, số tự động, biển số thành phố và lăn bánh được 36.000 km, tức là 3.6 vạn, màu đỏ, nội thất màu đen. Và chiếc xe này thì em đang chào bán với giá là 540 triệu đồng ạ. Rất là hợp lý, rất là nhiều xe trong tầm tiền 500-600 triệu và các anh chị đã cần và hỏi em. Thì vừa rồi là toàn bộ những chiếc xe đang được bày bán tại sàn ô tô Mỹ Đình. Quý anh chị mà có nhu cầu chiếc nào thì gọi điện trực tiếp cho em, sẽ luôn có giá tốt nhất cho quý anh chị đến xem xe trực tiếp tại salon, hoặc là gọi điện cho em sẽ tư vấn miễn phí cho quý anh chị. Cảm ơn anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ em trong suốt thời gian qua.